Thưa quý vị, trước thềm kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, cử tri Đà Nẵng đặt nhiều kỳ vọng, sự quan tâm đến các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực kinh tế xã hội. Tại quận Hải Châu, nhiều ý kiến cử tri quan tâm về các vấn đề xã hội và y tế trong bối cảnh COVID-19. Khu dân cư số 8 thuộc phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Hiện nay có một công trình mà chúng tôi thấy rằng nó rất bức xúc. Đó là con đường Đặng Thị Trâm. Con đường này đã được là triển khai từ lâu, nhưng mà hiện nay là mấy năm nay rồi vẫn chưa tiến hành được. Càng ngày mật độ dân số càng đông, nhưng mà đường nó nhỏ. Mà hiện nay sợ nhất, bà con sợ nhất là khi có hỏa hoạn không có xe vào để chữa cháy. Đề nghị là thành phố, Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét để mà giải quyết sớm cho việc đi lại của bà con nó thuận lợi. Và cái thứ hai nữa cũng là tạo ra một cái cảnh quan đẹp cho cái thành phố, thuộc cái thành phố đáng sống hiện nay. Về vấn đề y tế của thành phố nói chung và trên địa bàn phường nói riêng thì cũng nói rõ là thời gian qua là chúng ta đã làm rất là tốt. Tuy nhiên cũng tại khu dân cư có một số cán bộ, nhân viên y tế là hiện nay là có cái xu hướng là họ muốn xin nghỉ việc. Cũng phản ánh cái khó khăn của cái lực lượng này trong cái thời gian vừa qua và sắp tới. Chính vì thế cho nên tôi đề nghị là Hội đồng Nhân dân thành phố là phải có cái quyết sách như thế nào để đảm bảo cái lực lượng này an tâm là làm việc, phục vụ, chăm sóc đời sống sức khỏe cho nhân dân toàn thành phố và chống dịch. Hơn 2 năm sống chung và chịu tổn thương vì dịch bệnh, cử tri thành phố nói chung, quận Ngũ Hành Sơn nói riêng, kỳ vọng kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng sắp tới sẽ đề ra các chính sách thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế xã hội, trong đó có nhiều hơn nữa các chính sách hỗ trợ người yếu thế. Trong cái năm 2021 vừa qua là một năm đặc biệt khó khăn về dịch bệnh, nhưng cái sự lãnh đạo của cấp trên và cái sự điều phối rất là chặt chẽ của lãnh đạo các cấp, cho nên chi chúng ta đã hoàn thành được một cái sứ mệnh rất là đặc biệt là về an sinh xã hội cho nhân dân. Tôi là cử tri của quận Ngũ Hành Sơn. Tôi hy vọng là trong cái kỳ mà họp của Hội đồng Nhân dân của thành phố tới, chăm sóc thật nhiều đến với cái đời sống của những người yếm thế, yếu thế trong xã hội, đặc biệt là những người mà mất công ăn việc làm khi chống dịch. Tôi rất mong rằng là phải đồng lòng chống dịch rồi chúng ta mới phát triển kinh tế. Nhu cầu thiết yếu của nhân dân là đề tài để các vị lãnh đạo nghiên cứu chống cái dịch một cách là tích cực, cái thứ hai là lo đời sống cho nhân dân, và cái thứ ba là phát triển kinh tế của thành phố đi lên. Đó là một điều mong muốn nhất của mọi người dân. Tại phường Hòa Cương Bắc, quận Hải Châu, nhiều cử tri quan tâm đến những chính sách hỗ trợ cho cán bộ không chuyên trách ở xã, phường trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông nơi cơ sở. Lực lượng thứ hai kết hợp cùng với lực lượng chuyên trách đó là lực lượng ở trong dân. Họ làm những vấn đề gì? Đó là hàng ngày bảo vệ chung cho khu dân cư được an toàn, an ninh. Thứ hai, đêm hôm họ có thể đi trực. Thứ ba nhất á, là vấn đề các ngày lễ, ngày Tết thì dựa vào cái lực lượng này để nhân dân có được những cuộc sống an lành. Nhưng mà rất tiếc là hiện nay anh em trong khu dân cư ấy, thì họ làm tất cả vì tấm lòng và tinh thần thôi. Mà tôi nghĩ là xã hội ta phải có một cái trách nhiệm nào đấy. Có nhiều hình thức, ta phải nghĩ ra xem. Có thể là nhà nước tài trợ cung cấp hoặc là đóng góp của dân, có một cái khoản kinh phí nào đấy bổ trợ hỗ trợ cho anh em. Đối với cái số mà ở khu dân cư bán chuyên trách để mà tham gia giữ gìn cùng với này lực lượng chuyên trách về an toàn giao thông thì nói chung á, là người ta rất có trách nhiệm khi được là điều động hoặc là tham gia bất cứ một cái việc gì thì người ta rất nhiệt tình. Nhưng mà đối với để mà có tính chất là đãi ngộ xứng đáng với họ thì cái phần này cũng còn hạn chế. Tôi nghĩ rằng nhà nước cũng nên là có một cái chế độ thế nào đó để đãi ngộ, giúp đỡ cho họ, để cùng với lực lượng chuyên trách giữ gìn an ninh chính trị ở thành phố cũng như ở địa phương tốt hơn nữa.
Nhiều cử tri thành phố cũng kiến nghị về vấn đề ô nhiễm môi trường và tình trạng xuống cấp tại một số chung cư gây ảnh hưởng đến dân sinh. Thuận Phước hay bây giờ có 8 lớp chung cư, mỗi lớp 36 hộ, hiện bây giờ là rất xuống cấp trầm trọng. Đề nghị ở thành phố, quận hoặc thành phố có cái chính sách nào này về giải phóng nhanh để cho bà con chúng ta có một chỗ ở mới, chung cư mới cho an toàn. Đề nghị thành phố xử lý dứt điểm những cái môi trường hôi thối với những lỗ đất trống. Thì những nhà máy thì nói chung là dồn về khúc ni đó đó. Hôi thối mà nói chung là đâu bên lúc hà, hôi không mở cửa được. Tôi đề nghị là thành phố cấp trên, chính quyền là phải có biện pháp xử lý dứt điểm, cả loa kẹo kéo, ồn ào cho khu dân cư và các cháu học hành không được.